Sài Gòn, anh đi mà chợt mắt. Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn, mà mùa thu dài lòng ở chung quanh. Linh hồn anh vội mai em về Sài Gòn đông vui lắm, nhất là khi trời đất bước vào xuân. Gió phải lặng im trước giường nắng ấm, gieo hồn người xa xứ chút bâng khuâng. Lời sẻ chia của một ai sắp về đất Việt, thăm Sài Gòn thương yêu với niềm hân hoan ngân trong từng câu chữ, làm lòng người cũng lắm bâng khuâng. Niềm ước ao trở về quê hương xứ sở, nỗi đau đáu của người ly hương cứ day dứt khôn nguôi. Vẫn còn đó bản tình ca muôn thuở, người Sài Gòn sao trước chặn cách chia. Quý vị đang đi quanh trung tâm điều hành xe buýt Sài Gòn ở quảng trường Quách Thị Trang, so với trước năm 1975 vẫn không thay đổi là mấy. Vẫn là cái ga nhỏ bé, lúc nào cũng đông đúc người và xe. Nếu hai cái cầu vượt dành cho người đi bộ bắc ngang công viên Quách Thị Trang và chợ Sài Gòn ngày xưa vẫn còn đó, cộng thêm cái trạm xe buýt này, xem ra Sài Gòn vẫn y như ngày trước rồi. Từ thời Pháp đến trước 1975, người dân Sài Thành đã quen với xe ô tô buýt vàng, ô tô buýt xanh, rồi xe Lambretta đến Daihatsu, và bây giờ trở lại xe buýt như hiện nay. Khu vực chợ Bến Thành luôn luôn náo nhiệt, những dòng xe cứ đua nhau uốn lượn quanh vòng xoay để đổ về những khu vực khác. Trước mắt quý vị là biểu tượng phồn thịnh của Sài Gòn gia đình, chợ Bến Thành lịch sử. Ngôi chợ vẫn sừng sững giữa Sài Gòn hiện đại ngày nay, vẫn vững vàng với mái ngói đỏ tươi, với bốn cửa đông tây nam bắc như thuở nào. Chợ Bến Thành có quá trình lịch sử thăng trầm, gắn liền với bao biến cố của vùng đất Sài Gòn gia đình. Khi cư dân người Việt đến lập cư ở vùng đất phương Nam những năm đầu thế kỷ 17, đến chợ mới do Pháp xây lại trong những năm 1912 đến 1914. Chợ Bến Thành dời đổi, người sao khỏi hợp tan, xa gần giữ nghĩa Tàu Khang, chứ ham nơi quyền quý mà đá vàng phụ nhau. Và cũng vài năm nữa thôi, khu vực này lại thay đổi bộ mặt mới khi dự án xe điện ngầm tuyến Bến Thành - Suối Tiên - Bến Thành - An Sương triển khai. Một mai về nơi chốn cũ, muốn tìm lại hình ảnh ngày xưa nay đã không còn. Trạm xe buýt được chuyển về đoạn cuối chợ Thái Bình, đối diện với rạp chiếu bóng Khải Hoàng ngày trước. Và chỗ trạm hiện tại sẽ trở thành trạm xe điện ngầm hiện đại hơn, khang trang hơn. Âu cũng là quy luật của dòng đời. Khu vực Bến Thành luôn luôn đông đúc. Thêm vào đó, công viên 23 tháng 9 có khuôn viên trải dài với bốn mặt đắc địa. Ngay trung tâm quận 1 là địa điểm vui chơi tụ tập của đông đảo người dân Sài Thành. Ngày cũng như đêm, quý vị đều bắt gặp cảnh tượng như thế này. Xe đạp, xe máy, xe bốn bánh đều tranh thủ đậu trên lề công viên. Những gánh hàng rong, những xe thức ăn lưu động với vô số món. Người người
từ học sinh, sinh viên đến người trung niên, người lớn tuổi đều thích ra đây ngồi hóng gió, hay như một cái thú vui vui ở chốn thị thành. Ngồi quanh công viên, thư thả quan sát cảnh rộn ràng ở các nhà hàng, quán xá trải dọc theo con đường Phạm Ngũ Lão. Nhìn khách Tây dập dìu trên đường, trong quán, xí xô xí xào, càng làm cho khu này thêm nét đặc trưng. Cũng không nhớ từ bao giờ, những con đường xung quanh đã được người dân Sài Gòn đặt tên là khu phố Tây. Tại đây, cửa hàng dịch vụ chỉ chuyên phục vụ cho khách Tây phương, đa số là dân Tây Ba Lô. Lâu lâu người ta tổ chức ngày hội du lịch để nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch trực tiếp giới thiệu, chào bán các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới mẻ, hấp dẫn đến đông đảo người dân. Ngày hội còn tích cực quảng bá hình ảnh Sài Gòn như một điểm đến vô cùng thú vị, lạ lẫm đối với du khách, đặc biệt là khách nước ngoài. Điển hình là khu vực giới thiệu 100 điều thú vị của thành phố. 100 điều thú vị được phân chia thành 10 nhóm chủ đề khác nhau. Mỗi nhóm gồm 10 địa điểm du lịch đã qua bình chọn của du khách. Cụ thể như địa điểm ẩm thực, sự kiện văn hóa diễn ra hàng năm, những khu phố đêm nên đến, điểm giải trí thú vị, địa điểm mua sắm, tham quan hấp dẫn. Quả thật, 100 điều thú vị của Sài Gòn có sức thu hút với du khách nước ngoài. Căn cứ vào đây, nhiều du khách có thể tự mình khám phá thành phố Sài Gòn vừa năng động, hiện đại, vừa thâm trầm, sâu lắng. Với gần 200 gian hàng giới thiệu trưng bày, quý khách có nhiều cơ hội để tìm hiểu về lợi thế cũng như tiềm năng du lịch của Việt Nam. Đồng thời, mỗi gian hàng đều có những hoạt động phong phú nhằm níu kéo khách tham quan đến tìm hiểu các sản phẩm dịch vụ du lịch của mình. Nhiều brochure giới thiệu tour du lịch hoặc các điểm đến thú vị của danh thắng đất Việt được cung cấp với số lượng lớn, phong phú và bắt mắt. Gian hàng của mỗi tỉnh thành, mỗi đơn vị tham gia đều cố gắng thể hiện những nét đặc trưng về sản vật, phong cảnh cũng như lối sống của địa phương. Từ đó, gây ấn tượng thu hút sự quan tâm của nhiều du khách. Thí dụ như đến với gian hàng của tỉnh An Giang, quý vị sẽ được tận mắt nhìn và sờ vào trái thốt nốt nổi tiếng. Có dịp mua các mặt hàng thổ cẩm sắc sảo của đồng bào Chăm ở vùng Bảy Núi và đường thốt nốt nấu chè thì ngon tuyệt, cũng như nước màu thốt nốt ướp cá kho thì còn gì hơn, hay món cá lóc chà bông tơi mịn thật ngon. Không chỉ thế, tại đây quý vị còn có dịp quan sát các công đoạn dệt nên một tấm thổ cẩm, nhìn bàn tay toan toát của người thợ dệt, nhìn con thoi vắt qua vắt lại, thú vị vô cùng. Hình ảnh giản dị, nhưng không phải ai cũng có dịp nhìn và biết. Không những quảng bá du lịch trong nước, một số công ty du lịch tư nhân đã nắm bắt được xu hướng cũng như tâm lý của người dân Việt, nên tập trung vào những đối tượng đi du lịch, kết hợp với một số công việc riêng tư, đã đưa ra dịch vụ xin visa theo yêu cầu của khách hàng với những cam kết thuận lợi và dễ dàng. Ngày hội còn là dịp kết nối du lịch với văn hóa, đồng thời giới thiệu với du khách những nét đẹp truyền thống của Việt Nam. Vì thế, một số quầy đã kết hợp trưng bày những sản vật, dụng cụ đượm tính dân tộc, hồn quê hương. Quý vị chắc không khỏi bùi ngùi khi nhìn thấy những dụng cụ gắn liền với làng quê Việt Nam, với con rạch, con sông, những cái đôm, cái đó, cái dậm, cái nôm dùng để bắt lươn, bắt cá, đãi hến, xúc tôm đã đi vào ca dao ngày ấy. Tiết công anh đắp đập be bờ,
để ai giác đó đem lờ đến đơm. Đến với gian hàng của tỉnh Cà Mau, quý vị không thể không để ý đến hương rừng Cà Mau giữa lòng phố thị. Mật ong nguyên chất từ thiên nhiên, được lấy từ những chú ong no sai mật ngọt của rừng U Minh Bạc Ngàn. Không chỉ thế, đặc biệt, các quý ông chăm chú ngay vào sản phẩm khô các loại, tặng vật của sông ngòi biển cả ở cực Nam Tổ quốc. Khô cá kèo, khô cá lóc, tôm khô, tôm lụi, khô cá biển các loại, nướng lên thơm lừng, nhấm nháp với chung rượu đế miền Tây. Còn gì tuyệt vời hơn thế? Trước đây, khi chưa hội nhập kinh tế thị trường, việc đào tạo các vệ sĩ và bảo vệ chuyên nghiệp coi như là một ngành nghề mới xa lạ. Còn hiện nay, có rất nhiều các công ty chuyên đào tạo và cung ứng các nhân viên bảo vệ, vệ sĩ cho các ngân hàng, công ty và cả cho tư nhân. Với hàng chục loại hình khác nhau cũng như trang phục, thoạt nhìn tưởng như là đội vệ binh của một đơn vị quân đội nào đó. Ngày hội du lịch diễn ra có nhiều hoạt động phong phú. Khu vực trưng bày các bức ảnh chụp lại kiến trúc nhà ở của các dân tộc Việt Nam đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách. Tuy chỉ là ảnh chụp, nhưng cũng đủ để tái hiện hay giới thiệu đến người thưởng lãm một phần nào đó kiến trúc đa dạng, đậm đà màu sắc dân tộc của người Việt. Nhà lá hai mái ở Bình Định, nhà rường Huế, nhà rông của người Pana, nhà dài của người Ê Đê, đến nhà ngói Ba Giang của người dân Nam Bộ. Mỗi dân tộc, mỗi thị hiếu khác nhau, nhưng tựu trung lại, nhà ở của người Việt luôn hướng đến sự hòa nhập với thiên nhiên, hướng đến không gian thoải mái cho người ở. Làng nghề một thoáng Việt Nam mang đến cho khách tham quan một cảm giác thân thương gần gũi, như trở về chốn quê nhà dung dị, cho ta không gian khám phá các ngành nghề truyền thống, giá trị của dân tộc mình. Như tham quan khu làng nghề Giàng Quỳ, quý vị sẽ được nghe âm thanh vui tai đều đặn của tiếng chày dập lá vàng, được ngắm ánh vàng lung linh trong nắng và khâm phục sự kỳ công của người nghệ nhân tài hoa. Đến khu nghề Đan Lát, chúng ta lại trầm trồ trước đôi tay khéo léo của người nghệ nhân và chăm chú ngắm nhìn đôi tay thoăn thoắt chờ đợi sản phẩm hoàn thiện dần dần. Một thoáng Việt Nam rất tâm lý khi dành không gian tái hiện lại cảnh ruộng đồng với cánh chuồng, cánh cò chắp chới. Khi sắp đặt dàn bầu lúc liễu trái đung đưa trên một thảm rau xanh mướt bên dưới. Và thấp thoáng bên kia là chiếc xuồng tam bản với những đó, những đơm, những lờ. Khi thấy những trò chơi thôn quê ngày thơ bé, này là cờ nhào vui nhộn, ô ăn quan hồi hộp, lẫn trong không gian của những chiếc bàn bằng tre nứa chân quê, cái cối cái chày thân thương. Khách đi qua không khỏi bị cuốn hút bởi điệu múa vui tươi, những trò chơi thú vị ở khu này. Đặc biệt, khu ẩm thực có sức cuốn hút và luôn nhộn nhịp. Quý vị hãy cùng chúng tôi dạo quanh khu này nhé.
các món ăn nhanh như bánh bao, há cảo hấp, bánh xếp và một số món chiên chế biến sẵn như mực tẩm phô mai, tôm viên bánh mì, tôm cuốn khoai tây với giá cả rất phải chăng lại dễ ăn, tiện lợi khi đem đi nên được rất nhiều người ưu ái lựa chọn. Cùng với đó là các món nướng xiên với mùi hương lan tỏa khắp nơi, quyến rũ lòng du khách. Mỗi gian hàng đều có một thực đơn rất riêng, những món ăn độc đáo. Như nhà hàng Diền Ký này, ngoài các món ăn nhẹ, còn có các món mặn hấp dẫn như sườn heo xào cà ri thơm phức, thịt nướng mật ong bắt mắt, các món hải sản tươi nướng hoặc chế biến thành nhiều món lôi cuốn như chả giò tôm, chả giò Diền Ký đặc biệt, chả cá thắt lát chiên, món gỏi củ hủ dừa tôm thịt vô cùng lạ miệng. Nếu quý vị ngại các món dầu mỡ, hãy thử một chén súp cua tốc tiên rất độc đáo của nhà hàng này. Rồi sau đó, nhấm nháp miếng bánh mì chấm cà ri gà béo ngậy. Hoặc ai muốn chắc bụng, hãy thử các món cơm khác nhau như cơm chiên gà cá mặn, cơm chiên giòn hải sản, cơm chiên dương châu. Với thực đơn phong phú đầy đủ các món, nhà hàng Diền Ký đã tạo được dấu ấn trong lòng nhiều du khách. Chỉ mới đến gian hàng này thôi, quý vị đã phải cân nhắc xem nên chọn lựa ăn gì, cơm, mì hay bún, với vô số món đã được chế biến hấp dẫn. Lặng lặng mà nghe tôi nói. Bán nước chè xanh, người đâu trông mà duyên dáng, và cô em chừng đôi ta. Miệng cô như là hoa, đóa hoa thật tươi. Giữa không gian ồn ả của phố thị, bất chợt nghe được mùi vị quê hương, mùi bắp nướng thơm lừng, tưởng chừng như mọi giác quan được đánh thức ngất ngây. Mùi thơm của cánh gà, bẹ gà nướng, các món xiên que nướng cứ như thách thức vị giác, khứu giác của khách đi ngang. Ơi hỡi nàng hàng xinh xinh ơi, má lúng đồng tiền trong duyên ghê, làm ta say đắm bao tháng ngày. Chiếc áo nhuộm màu nâu nàng ơi, anh đã yêu nàng. Thực đơn trong ngày hội vô cùng phong phú. Bên cạnh các gian hàng món ăn thuần Việt, còn có các quầy hàng chuyên biệt món ăn các nước, như khu vực bán các món ăn xuất xứ từ đảo Quốc Sư Tử Singapore với món cháo ếch ngon nhất Việt Nam, rồi cua xào tiêu rẻ nhất Việt Nam. Singapore còn nổi tiếng với các món ăn của cộng đồng người Hoa như cơm gà Hải Nam, cơm dừa Mã Lai, cơm chiên gà, mì hải sản Hải Nam, các món chiên xào sa tế cà ri và món chè bo bo cha cha rất riêng của Singapore, gợi sự tò mò cho nhiều du khách. Quả thực, ẩm thực cũng là một đòn bẩy thu hút khách du lịch đến với một mảnh đất nào đó, là một sợi dây níu kéo bước chân du khách. Khu vực ẩm thực luôn luôn nhộn nhịp và không khí đầy hứng khởi. Người đi qua vừa được chiêm ngưỡng những món ăn đẹp mắt, vừa ngất ngây với hương vị lan tỏa. Ngày hội chủ yếu quảng bá du lịch Việt Nam, và trên tinh thần đó, các gian hàng ẩm thực đều rất chú ý tới việc trang trí và phục vụ các món ăn truyền thống của các địa phương đến đông đảo du khách Sài Gòn cũng như du khách nước ngoài.
quầy Hội An Quán với các món ăn đặc trưng của phố hội sông Hoài như bánh đập, bánh hoa hồng trắng, gỏi mít trộn, mì Quảng, cao lầu, hến xào xúc bánh tráng. Nhìn tô cao lầu thực ra là món phở khô đặc trưng của xứ sở này, được chế biến từ gạo lúa thơm, sợi dai dai, đi kèm với những nguyên vật liệu đặc sắc như giá sống, rau muống bào, rau thơm các loại, thịt nạc đùi được ram béo ngậy, bánh tráng nướng bẻ nhỏ, nước tương và một chút cay của ớt. Chắc chắn quý vị sẽ ăn một lần mà nhớ mãi vị đậm đà khó quên của cao lầu xứ Quảng. Giữa muôn trùng món ăn hấp dẫn, chúng ta thật khó kềm lòng, luôn muốn thử nhiều món ngon của các vùng miền, các quốc gia. Ngày nay, dân tộc nào cũng ý thức rất rõ ý nghĩa, giá trị của nền ẩm thực nước mình, được đặt lên thành văn hóa ẩm thực. Các món ăn trở thành sứ giả quảng bá hình ảnh quốc gia, thu hút du lịch và trở thành ngành nghề kinh doanh vô cùng sáng lạng. Có nhà lý luận ẩm thực người Pháp đã hùng hồn tuyên bố: "Hãy nói cho tôi biết anh thích ăn gì, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người thế nào." Và số phận của các quốc gia tùy thuộc vào cách dinh dưỡng. Tuy có vẻ ngoan ngôn, nhưng điều đó cho chúng ta hiểu ra giá trị lớn lao của việc giữ gìn và quảng bá nền ẩm thực có một không hai của đất nước mình, quê hương mình như thế nào. Mỗi món ăn đều chứa trong đó những triết lý sâu xa, thể hiện những giá trị văn hóa, đạo đức sâu sắc. Đây là quầy ẩm thực mang hương vị của đất Mỹ, và đầu bếp đang chế biến món cơm rang khá là hấp dẫn. Món cơm quấn giấy bạc nướng, khoai lang, bắp nướng cứ mời gọi quý khách dừng chân. Hương sắc núi rừng Tây Nguyên quả như một làn gió mát lạ giữa Sài Thành. Đặc sản của vùng đất Ba Giang, món cơm lam quyện hòa mùi thơm của nếp lẫn với hương rừng từ ống nứa xanh. Khoanh cơm chắc mà lại dẻo, bùi mà không cứng, ăn không biết ngán, hương vị đậm đà thật khó quên. Gian hàng ẩm thực Quảng Bình có nhiều món lạ dành cho du khách như cháo canh, đặc sản miền đất Ba Đồn, Quảng Bình, với nguyên liệu là bột gạo đỏ sắc ra nấu. Món bánh đúc nước tiếng ở miền Quảng Hòa, Quảng Trạch. Món cháo hào của xứ biển Quảng Bình, bánh đúc, bánh đa, bánh xèo Quảng Hòa. Đặc biệt, món bánh xèo được làm từ bột gạo lứt và hành lá, được ưa thích nhất. Trên chiếc chảo nhỏ tròn xinh xinh, chiếc bẹ chuối chà nhẹ lớp mỡ lên chảo trên bếp lửa than liu riu. Mỡ nóng, múc thìa bột sóng sánh đổ vào chảo, nghe tiếng xèo. Đậy dung lại chốc lát, quý khách đã có một món bánh xèo khoái khẩu. Khách sạn Hương Sen gây ấn tượng với du khách qua những món ăn được chế biến, bài trí từ các bộ phận của hoa sen, qua cách thể hiện ẩm thực là một nghệ thuật. Quý vị hãy chiêm ngưỡng các tác phẩm đầy tính nghệ thuật và tinh xảo này nhé. Cơm hạt sen được trang trí một cách duyên dáng như một đài sen với những cánh sen hồng mơn mởn, với lá sen xanh ngang ngát. Cách tạo cảnh thác nước róc rách được sắp đặt từ những củ gừng tươi thơm. Hình ảnh những con cò trắng muốt được tạc từ củ cải trắng, là ngư ông trầm tĩnh được khắc nên từ trái bí hồ lô. Khách sạn Hương Sen đã thể hiện được hình ảnh đặc trưng của mình trên từng góc nhỏ của gian hàng, trong từng sản phẩm món ăn trình làng với du khách. Đến đây, quý vị bỗng thấy thư thái hơn với hương thơm thanh khiết từ những đóa sen tươi, từ những đóa sen được tạo hình
từ các loại rau củ rất sinh động. Các sinh viên trường trung cấp du lịch và khách sạn Sài Gòn Tourist thật ấn tượng trong bộ đồng phục duyên dáng, trẻ trung, tỏa đi khắp các gian hàng để học hỏi kinh nghiệm của các công ty, tìm hiểu nền văn hóa, nét đặc trưng tiêu biểu qua gian hàng của các tỉnh thành, và cùng nhau ngồi lại bàn luận và ghi chép tư liệu nhằm hoàn thành bài thu hoạch sau chuyến đi thực tế này. Đồng thời, các bạn còn hào hứng thưởng thức các món ăn đặc sản tại các gian hàng. Nồi chè đậu đen, đậu phộng kết hợp với sương sáo đen tuyền trông thật hấp dẫn. Các món ăn kèm cơm được chế biến đa dạng. Ngay cả các món gia vị cũng phong phú vô cùng và được sắp xếp rất bắt mắt. Khu vực của thương hiệu bánh xèo Ăn Là Ghiền thu hút nhiều thiện cảm của khách tham quan. Không chỉ nâng tầm một món ăn dân dã người Việt, đưa món ăn truyền thống đến gần với đời sống của cư dân Việt Nam, Ăn Là Ghiền còn luôn chú trọng đến không gian thưởng thức phù hợp với món bánh này. Với những tum mái tranh đơn sơ, bàn ghế tre giản dị, làm cho thực khách cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Mặc dù ăn món bánh xèo là dùng tay cuốn mới hấp dẫn và cảm nhận được cái ngon của món ăn thôn dã này. Tham quan khu ẩm thực, quý vị không khỏi ngạc nhiên với vô số món ăn mới lạ, cách chế biến đặc sắc, như gian hàng ẩm thực Ấn Độ mang đến món bánh đặc sắc. Đôi tay thăng thoát của người đầu bếp càng khiến người xem thêm thích thú. Bên cạnh đó, một đầu bếp khác cũng đang cán bộ thật nhuyễn để làm nên một món bánh lạ mà quen. Nhìn những động tác trình diễn như xiếc của người thợ, thật điêu luyện phải không quý vị? Nhiều ánh nhìn đều hướng về phía này, trông đợi thành phẩm từ màn trình diễn thu hút đó. Và tác phẩm sắp đặt từ món bánh đang dần hoàn chỉnh. Ai cũng tò mò theo dõi từ động tác của người đầu bếp này. Tạo hình chớp nón càng làm cho món bánh trở nên duyên dáng và tăng sức hấp dẫn. Chắc hẳn nãy giờ quý vị đang rất tò mò về tên gọi của món ăn này. Thứ nhất là món bánh xèo chay, và tác phẩm hình nón này là món bánh xèo nhân gà. Bên cạnh đó, các món ăn đã chế biến sẵn được bày trong khay cũng có sức hút không kém. Ngày càng nhiều người hào hứng với màn trình diễn của người nghệ sĩ này. Từng động tác chính xác, tinh nhạy, thu hút từng chuyển động dõi theo qua đôi mắt của các bạn trẻ. Món ốc đen xào dừa béo ngậy đang bốc lên mùi thơm níu lòng du khách. Để rồi ta không thể không dừng chân tại quầy hàng này. Ốc lát, sò huyết, càng ghẹ, nghêu đang chờ đợi được phục vụ du khách với nhiều món ăn tuyệt vời như ốc lát hấp tiêu, sò huyết rang me, càng ghẹ rang muối, nghêu nướng phô mai. Quả thật, thực đơn trong ngày hội vô cùng phong phú,
không chỉ có các món ăn quen thuộc của người Việt như bún riêu, bún bò, bánh xèo, phở, cơm tấm, ốc, mà còn có cả những món ăn vừa quen vừa lạ như chuột đồng nướng ngũ vị, ốc nướng tiêu, hay những món lạ như nai nướng mè, thịt cá sấu, thịt đà điểu tẩm, súp sụn vi cá mập. Gốc ẩm thực miền Tây thu hút nhiều khách tham quan và thưởng thức nhờ cách thiết kế dân dã với những món ăn đặc sản vừa ngon vừa đẹp mắt hấp dẫn. Bún riêu cua, chả giò Hậu Giang, gỏi cổ hủ dừa. Nhưng thật là ẩm thực có sức mạnh níu kéo lớn lao. Ngồi bên đây mà ta vẫn khó lòng tập trung thưởng thức vì hương thơm từ dàn nướng thịt xiên lan tỏa, trùm phủ không gian. Thịt thỏ, cá sấu, nai, đà điểu được tẩm ướp gia vị, được xiên thành que rất tiện lợi. Đặc biệt, món dế cơm chiên giòn khá lạ đối với nhiều người. Nhưng những ai đã ăn qua đều tấm tắc với món ăn đầy dinh dưỡng này. Đúng là hương vị miền Tây với món gỏi ngó sen tôm sú đậm đà. Cá lóc, cá rô nướng trui thơm lừng, chuột đồng nướng hấp dẫn. Ngoài ra, món gỏi đu đủ khô bò là món ăn chơi yêu thích của phần đông khách tham quan. Những cọng đu đủ còn xanh, giòn khấu, ăn cùng miếng bò rim đậm đà. Độ béo của hạt đậu phộng giòn rụm, cùng vị ngang ngát của rau thơm ăn kèm, tạo nên món ăn chơi đầy sức khơi lòng. Gỏi cuốn và những món ăn nhanh khác như bò, cá, tôm, hoành thánh viên chiên cũng là món hấp dẫn nhờ tính tiện lợi, dễ ăn. Sau khi căng bụng với những món ăn không thể nào cưỡng lại, quý vị hãy làm nhẹ mình bằng một ly nước mát như mũ gòn, hột é, xương sáo, nhãn nhục. Cảm giác sẽ dễ chịu ngay. Bún mắm, cá rô xóc muối, cà cuốn nướng tiêu, toàn là những món ăn dân dã, đậm đà tình quê của người dân thôn quê. Nhưng giữa phố thị phồn hoa, những món ăn này trở nên khó kiếm và sang cả không ngờ. Đôi khi ta thèm quá một tô bún đậm vị mắm quê nhà, muốn nhấp từng muỗng nước lèo ngon trong. Khi ấy, cảm giác trong ta dường như được cân bằng lại. Vị quê hương dạt dào trong tâm, khi ta chậm rãi thưởng thức từng đũa bún, từng muỗng nước dùng đượm mùi dân dã. Ăn một món ăn quê hương với cả các giác quan, từ màu sắc đến mùi vị, cảm nhận hòa hợp với nhau, tạo thành một món ăn ngon không thể nào quên. Nhất là những món ăn từ thuở nhỏ đã được cha mẹ cho ăn. Trong khuôn khổ ngày hội du lịch, nhất là vào buổi tối, có diễn ra nhiều chương trình trò chơi rất sôi nổi, đem lại những tràng cười sảng khoái cho mọi người. Tóc em đã từng dài theo những tháng năm, đời thiếu nữ trăng nằm trên ngực áo, đời thiếu nữ tóc em thành giống bão, cuốn trôi bao ánh mắt dại khờ. Và ngày nay, cho dù mốt này mốt kia cứ xuất hiện, nhưng những suối tóc đen huyền ngày một hiếm hoi. Nhưng ai ai cũng mơ, cũng mong còn đó mái tóc dài thủy chung theo lưng người thiếu nữ. Trò chơi đi tìm người có mái tóc dài nhất đang diễn ra xôm tụ. Lần lượt, những cô gái trẻ trung hay cả cô đã đi vào tuổi trung niên đều hào hứng tham gia. Quả là trong thời đại ngày nay, đi tìm mái tóc suông dài như ngày xưa thật khó. Khách đến tham quan càng đông đảo khi trời vào tối, không khí mát mẻ càng khiến lòng người thêm thư thái, thưởng thức sự sôi động nơi này. Trong khuôn khổ ngày hội, còn có khu vực hội chợ đông đúc. Nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm, đồ mỹ nghệ với những mặt hàng rất đặc sắc. Quý vị hãy cùng dạo quanh và lựa chọn cho mình những món đồ ưng ý nhé. Hưởng ứng phong trào Go Green,
ngày càng nhiều các sản phẩm thân thiện với môi trường trở nên phổ biến với mọi người. Như gian hàng này chuyên bán các loại túi sinh thái dùng trong các hoạt động hàng ngày nhằm hạn chế việc sử dụng bao bọc ni lông của người dân mình. Quầy hàng mỹ nghệ với những sản phẩm nhỏ nhắn tinh xảo như lược, vòng tai, nhẫn, bông tai, dây cột tóc, kẹp tóc, móc khóa, làm từ vỏ các loại ốc biển, toát lên thứ ánh sáng lấp lánh đẹp đẽ. Gian hàng bán các loại nữ trang chế tác như ghép chữ thành tên từ dây đeo điện thoại, móc khóa, đến mặt dây chuyền, vòng tay, nhẫn được nhiều bạn nữ thích thú. Ở Sài Gòn, quanh năm suốt tháng là các hoạt động lễ hội náo nhiệt. Người dân thành phố luôn nồng nhiệt với không khí vui chơi giải trí. Xem đó như là không gian, thời gian để thoát khỏi nỗi lo toan thường nhật. Đến với ngày hội du lịch, quý vị như lạc vào bầu trời đa dạng sắc màu của đời sống, văn hóa các tỉnh thành, là cơ hội tự tìm hiểu về chính đất nước mình. Vũng Tàu được xem là thánh địa của hải sản với vô số các loại cá, tôm, cua. Quý vị hãy cùng chúng tôi theo đường Phan Bội Châu, Nguyễn Văn Huyền đến với một khu chợ nhỏ của thành phố biển. Đến đây với nhiều loại cá rất lạ, có khi ta chưa từng ăn qua hay nghe nói đến. Bên cạnh những loại cá quen thuộc như cá thu, cá mú, cá chỉ vàng, cá đuối, cá chim, cá trích, cá chình, còn có rất nhiều loại cá lạ như cá bằng sa, cá bò trang, cá kẽm, cá sùng. Những con cá còn hồng tươi, nhìn thật ngon mắt, khác xa với vẻ xỉn màu khi được ướp tẩm để đưa đi các tỉnh thành khác. Biển cả luôn ưu ái cho con người. Biết bao tặng phẩm từ đại dương mênh mông đã đem đến cuộc sống sung túc, đầm ấm cho đời sống người dân. Không chỉ ban tặng vô vàn loài cá làm thực phẩm đầy chất dinh dưỡng, biển Vũng Tàu còn có rất nhiều loại tôm, cua, mực, nghêu, sò, ốc không kém phần bổ dưỡng. Tuy nhiên, du khách đến đây thường lựa chọn thưởng thức các đặc sản biển tại nhà hàng, quán ăn chuyên biệt. Cụ thể, để thưởng thức hương vị biển tại Vũng Tàu, quý vị sẽ được phục vụ đặc sản miền biển với hàng loạt địa chỉ như quán Cây Bàng
tại 69 Trần Phú, quán tre tại Bãi Dứa, quán Ô Ma Ngọc Ánh đối diện với bến tàu Cánh Ngầm, quán Thủy trên đường Hoàng Hoa Thám, nổi tiếng với món cua rang muối. Cũng trên đoạn đường ra bãi trước, các quán phố biển, mưa biển, tuyết dân là những địa chỉ được nhiều du khách ưa chuộng với nhiều món hải sản tươi sống, đặc sắc. Hay quán Lan Rừng ngay đầu đường Trần Hưng Đạo với lối kiến trúc thơ mộng, hoang dã. Quán Lệ Dung là một tên tuổi mà bất cứ du khách nào đến Vũng Tàu đều muốn ghé đến. Hầu như thực khách nào cũng dễ dàng có được cảm giác ngon miệng khi thưởng thức các món hải sản. Vì thế thật dễ hiểu tại sao các món hải sản luôn là món khoái khẩu, là lựa chọn số một cho bữa tiệc hiện đại. Và đến dưới biển, không du khách nào có thể làm ngơ trước thực đơn hấp dẫn các món hải sản được chế biến từ đơn giản đến công phu. Từ những món cao cấp nhất như súp dây cá mập thượng hạng, bào ngư, yến xào, hải sâm, tôm hùm Mỹ, đến những món như tu hài, cá bơn, cá sông, cá mặt quỷ, ốc hương, với những cách thức chế biến rất riêng, những loại nước sốt đặc trưng, lôi cuốn, hấp dẫn, khiến thực khách thực sự cảm thấy thích thú, hài lòng. Hay chỉ đơn giản là các món ôm, luộc, hấp, nướng, xào, nhưng vẫn giữ được hương vị đậm đà của biển cả. Nhưng với rất nhiều khách du lịch, việc ngồi giữa không gian biển chập trùng sóng nước, ngã lưng trên chiếc ghế bố, được nghe tiếng sóng vỗ ầm ầm của biển, hai tay bẻ đôi con ghẹ, hay chậm rãi lột vỏ con tôm hùm, tôm sú đưa vào miệng mới là điều thú vị nhất khi thưởng thức hải sản. Núi Lớn là một trong hai ngọn núi đẹp, tọa lạc về phía bắc của thành phố Vũng Tàu, nằm sát biển, còn có tên gọi là Tương Kỳ. Núi Lớn có diện tích khoảng 400 hectare, gồm các đỉnh núi lớn 245m, Dũng Mây 220m, Hòn Sụp 215m. Dọc đường đi trên núi có nhiều thắng cảnh đẹp như Bạch Dinh, Thích Ca Phật Đài, Tượng Đức Mẹ,
tượng Phật Bà Quan Âm. Du khách có thể leo lên đến tận đỉnh núi lớn để tận hưởng không khí trong lành mát lạnh và ngắm toàn cảnh thành phố Vũng Tàu theo con đường uốn lượn quanh thành phố phía nam. Ngoài ra, còn có mũi đá trước tòa Bạch Dinh, mũi đá cao trang ở đầu đường dòng núi lớn. Buổi chiều du khách đến đây dạo chơi thì còn gì bằng. Hiện nay, đường lên đỉnh núi lớn càng trở nên ngắn hơn bao giờ hết nhờ hoạt động cáp treo phục vụ du khách. Trạm đầu cáp treo đặt tại nhà hàng Hoa Biển, với 100.000 đồng, quý vị có thể lên đến đỉnh núi lớn trong nháy mắt và có cơ hội nhìn ngắm toàn cảnh thành phố Vũng Tàu từ trên cao. Giờ đây, đến với Vũng Tàu, vùng đất của du lịch, của những người yêu sự bao la của biển cả, quý vị không thể không trải rộng tâm hồn để cảm nhận từ sự bao dung của biển, không thể không đắm mình trong vị mặn của biển, cảm nhận những thú vị, đậm đà mà cuộc sống mang lại. Không thể bỏ qua cơ hội khám phá vẻ đẹp của thành phố. Từ trên cao, quý vị thấy rõ những con đường ngoằn ngoèo, vô cùng sạch sẽ, khang trang. Dải phân cách phủ kín cây xanh. Ta thấy trời xanh mây trắng, nước biển mênh mông hiện ra, như một bức tranh sơn thủy đẹp đến nao lòng. Đứng giữa cảnh trời nước hữu tình đó, trong ta chỉ muốn ngân lên thầm thì lời thơ của ai đó. Con đường em dẫn anh đi, chang chang nắng gió thầm thì biển xanh. Dắt nhau lên đến Bạch Dinh, hàng cây bán súng cứ rình treo ngươi. Nhà thờ giáo xứ Mân Côi, giang giang hơi thở thay lời cầu mong. Lên cao để được tao phùng, tựa trên vai Chúa nghinh phong ào ào. Cho anh đi tắm bãi sau, chắc là bãi trước lắm tàu nhiều xe. Muốn đi, đi mãi không về, con đường vuông gốc dẫn đi phương nào. Vũng Tàu, Vũng Tàu, Vũng Tàu, gặp em ở đó, cơn đau tan rồi. Đường lên dốc đá nửa đêm trăng ta nhớ câu chuyện xưa. Lầu ông hoàng đô thua nao chân hàng mặc tứ đã qua. Anh chàng treo nghiêng trên khắp các triền núi, thông được trồng keng kín. Đang là mùa thay lá nên cây cảnh có phần xác xơ. Nhưng nếu đến vào dịp trước Tết, đấy là thời điểm núi đẹp nhất. Sau suốt mùa mưa, cây cối trở lại xanh tươi, hoa nở rộ khắp sườn núi. Sức sống như bừng lên rộn rã trên từng đường gân thớ lá. Trách thầy cho tơ duyên chưa thấm nồng đã vội tan, hồn ngất ngư điên cuồng cho trời đất cũng tan thương mà khổ đau niềm gì. Hàng mặc tư xuôi về quê cũ dấu thân nơi nhà. Mộng cầm núi lớn còn bảo tồn nhiều di tích lịch sử văn hóa. Điển hình là đài anten parabol của quân đội Mỹ ngày trước. Thật ra, trước đây, trên đỉnh núi này tồn tại hai dàn Vipa do quân đội Mỹ xây dựng năm 1967. Đây là một trong ba đài radar lớn nhất Việt Nam. Một là ở núi Bà Đen, Tây Ninh, một là ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng và cái còn lại nằm tại núi lớn Vũng Tàu. Đài anten này có ý nghĩa lịch sử, đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1993.
chiều sơ, hàn âm thầm nghe trăng vỡ, gió thương thân bơ vơ cho đến một buổi chiều kia, trời đất như quay cuồng cho hồn phách vút lên cao, mặc từ nay còn đâu. Càng vui hơn khi quý vị tận mắt gặp hình ảnh một người dân chài bắt được một mẻ rất nhiều cá đối. Những con cá tươi ngon vẫn còn vùng vẫy, lấp lánh ánh bạc, nhanh chóng được bán cho khách đi ngang. Cá được gỡ và bày bán ngay với giá 15.000 đồng một ký, một cái giá rất dễ chịu. Những con cá vẫn còn tươi nguyên vị biển được mua về, chế biến thành những món ăn giản dị nhưng vẫn toát lên sức quyến rũ lạ kỳ. Chẳng hạn như cá đối kho giấm và rau răm, cá muối chiên hoặc chiên tươi ăn với cơm đều rất ngon, lại bổ dưỡng. Hàng mạc tư xuôi về quê cũ, dấu thân nơi nhà tiêu sơ, hàn âm thầm nghe trăng vỡ, xót thương thân bơ vơ cho đến một buổi chiều kia, trời đất như quay cuồng cho hồn phách vút lên cao, mặc từ nay còn đâu. Trăng vàng ngọc chẳng ơn tình chưa phí, đoàn khách du lịch chọn phương thức tham quan Vũng Tàu bằng xích lô, vừa êm ái lại vừa thi vị, thật không còn cảm giác nào dễ chịu hơn. Trên từng gương mặt du khách đều rạng ngời một sự thoải mái, hài lòng. Cảnh đánh bắt và buôn bán cá đối vẫn diễn ra sôm tụ. Mọi người đều tranh thủ lựa cho mình những con cá to, ngon để về chuẩn bị bữa cơm chiều. Là khách du lịch, quý vị đứng ngắm nhìn khung cảnh này không khỏi cảm thấy yên vui. Trên bờ, những người phụ nữ lo cảnh bán cho xong bữa cá. Dưới biển, người đàn ông tiếp tục cần mẫn với những mẻ lưới mới. Việc này thấy vậy tưởng đơn giản nhưng lại không hề dễ dàng tí nào. Có người lội xuống biển canh cả tiếng cũng không bắt được một con cá nào. Muốn dụ đàn cá đối vào bờ để quăng lưới bắt, họ dùng những cục đá ném vòng ra phía sau bầy cá để làm cho chúng hoảng sợ, bơi ngược vào bờ để dễ quăng lưới bắt hơn. Miếng ăn không dễ kiếm. Từ bao đời nay, dân nghề chài vẫn cứ mãi miết mưu sinh. Đời sống vốn đã bấp bênh, nay càng trở nên khốn khó. Nguồn cá gần bờ không còn dồi dào như trước, mà khả năng của ngư dân làng chài chỉ có thể đánh bắt gần bờ. Vì thế, sản lượng thu được vô cùng ít ỏi,
chỉ là được đồng nào hay đồng ấy, không phải ngày nào cũng có nguồn thu nhập. Giờ đây, khi đời sống phần đông người dân ngày một nâng cao, thì vẫn còn đó, nước mắt làng chài ở nhiều nơi. Ngày nay, người ta không còn mấy khi được nghe nhịp sống rộn rã, tiếng hò vô sống động bên những làng chài, mà chỉ còn những giọt nước mắt xót xa, chảy dài, lặng lẽ. Biển, núi, công viên và những khu du tích lịch sử ở Vũng Tàu từ lâu đã trở thành những phim trường của cô dâu chú rể trong mùa cưới. Không chỉ có những cặp uyên ương ở ngay trên đất này, mà nhiều cô dâu chú rể từ các tỉnh thành khác cũng lặn lội đến phố biển Vũng Tàu để chụp ảnh cưới. Lý do khiến nhiều cặp cô dâu chú rể thích chụp ảnh ngoại cảnh vì chụp ảnh ở ngoài trời được các đạo diễn sắp xếp, thiết kế thành những câu chuyện có nội dung và tình tiết, nên hình ảnh sẽ thật hơn, sống động hơn, chụp trong studio nhiều. Hơn nữa, ở Vũng Tàu với lợi thế biển cũng gần mà núi cũng không xa, nên cô dâu chú rể chỉ cần dành một ngày là có thể thực hiện trọn cuốn album cho ngày trăm năm. Bởi vậy mà không ít cô dâu chú rể từ Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương đã chọn Bà Rịa Vũng Tàu để có những khuôn hình ưng ý nhất để đời. Đến Vũng Tàu, quý vị dễ dàng bắt gặp hình ảnh cô dâu chú rể chở nhau trên chiếc Vespa đi dạo phố hoặc làm dáng bên khách sạn 5 sao Imperial Vũng Tàu. Vui đùa dưới biển, tình tứ trước khung cảnh hoàng hôn. Tùy theo gu của mỗi người, có khách thích cổ điển thì chụp ở Bạch Dinh, lãng mạn thì kéo xuống bãi biển, thích khung cảnh thiên nhiên hoang sơ thì lên núi. Nhiều cô dâu chú rể khác lại thích cảnh cánh đồng hoang ở khu vực Bãi Dâu, khung cảnh hùng vĩ ở bãi Ô Quán hoặc lên cao với ngọn hải đăng. Tại khu vực Bãi Thùy Dân, tập trung rất nhiều kiosk bán các đồ lưu niệm. Nơi đây tập trung các mặt hàng được làm từ vỏ sò, ốc, tạo hình cẩn ghép tranh, phù điêu, đồ gia dụng, sơn mài, thiêu đan, làm hoa, điêu khắc gỗ, đá, đắp tượng, hội họa do Hội Nghệ Nhân tỉnh sáng tạo, gia công đặc trưng của nền văn hóa biển. Quý vị dễ dàng tìm được cho mình những sản phẩm hộp túi tiền về làm quà cho người thân, bạn bè như chuông gió làm từ vỏ ốc, móc khóa, lược chải, hộp đựng nữ trang rất tinh xảo sang trọng nhưng giá thành không hề mắc chút nào. Được biết, một trong những nghề thủ công truyền thống của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn phát triển đến ngày nay, đó là nghề làm đồ trang sức mỹ nghệ bằng đồi mồi. Vũng Tàu không chỉ nổi tiếng với các loại hải sản, bánh bèo hay bánh khọt, nơi đây còn là thiên đường của các loại thức ăn ngon khác. Chẳng hạn như quán hủ tiếu chị Tư nằm trên đường Hoàng Hoa Thám này đây. Hủ tiếu Vũng Tàu nổi tiếng lâu nay,
tại Sài Gòn cũng có nhiều quán treo bản hiệu hủ tiếu Vũng Tàu. Nhưng không gì hay hơn bằng việc ta thưởng thức món ăn đó ngay trên mảnh đất đã sinh ra chúng. Dường như vậy, cảm nhận về món ăn trong ta trở nên tinh tế hơn thì phải. Đến quán, gọi tô hủ tiếu mì với nước lèo trong vắt đậm đà. Miếng sườn trắng mềm được nấu theo công thức riêng. Bạn sẽ hiểu vì sao lại hình thành nên một thương hiệu hủ tiếu mì đặc trưng đến như vậy. Ở đây còn có hủ tiếu mì đùi gà, cũng hấp dẫn không kém. Quán giản dị, chỉ với mấy cái bàn ghế dựng trên lề, nhưng bán rất đắt. Đã có nhiều thực khách đến thưởng thức và xích xoa. Khi ánh mặt trời khuất dần dưới làn nước biển, đường phố chuẩn bị lên đèn, Vũng Tàu về đêm trở nên yên bình lặng lẽ. Những con sóng vỗ vào bờ rì rào như tiếng hát. Những con thuyền nhấp nhô xa xa dưới ánh đèn yếu ớt trên biển. Biển về đêm huyền bí nhưng cực kỳ thú vị. Đến Vũng Tàu, nếu không dạo biển về đêm thì thật là một điều đáng tiếc. Đi dọc trên các đường ven biển Thụy Vân, Hạ Long đến bãi trước, bạn sẽ cảm nhận được hơi thở của biển, của những cơn gió biển mát lạnh. Lòng cảm thấy khỏe nhẹ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Còn gì thích thú hơn khi bạn thưởng thức một ly cà phê thơm phức, hòa quyện cùng hương biển, ngắm những ánh đèn mờ ảo lung linh từ những chiếc thuyền đậu trên mặt biển, chậm bước tham quan các hàng lưu niệm. Khí trời ban đêm se se lạnh, một chút hơi muối mặn mặn của biển, một cơn gió thoáng qua, càng làm cho tâm hồn thoải mái, dễ chịu. Cũng vì vậy, dọc bờ kè ven biển, rất nhiều đôi bạn trẻ chọn làm nơi tâm tình và ngắm biển. Với những ai thích vận động, thì dịch vụ xe đạp đôi của các khách sạn, nhà hàng cũng sẵn sàng đáp ứng. Bạn sẽ được tập thể dục và còn cảm thấy lãng mạn, thích thú khi tham gia loại hình này, để vòng quanh thành phố Vũng Tàu, ngắm bãi trước, bãi sau, bãi dứa, bãi dâu với núi lớn, núi nhỏ. Khác với cái nắng chói chang yên ắng vào ban ngày, biển đêm lộng lẫy và sôi động hơn rất nhiều. Quanh khu vui chơi, công viên bãi trước, người người đi hóng mát, tập thể dục thật đông đúc. Các em nhỏ cũng được ba mẹ dẫn đi dạo chơi, thư giãn trong môi trường trong lành, gần gũi với thiên nhiên. Đặc biệt, với ai thích cảm giác mạo hiểm, khám phá, thì hải đăng về đêm là một sự lựa chọn xứng đáng. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố Vũng Tàu chỉ còn là vô số những chấm nhỏ lấp lánh, là những vệt sáng của những làn xe cộ ngược xuôi. Vũng Tàu hiện ra như một thiên đường ánh sáng. Khách sạn Imperial Vũng Tàu, tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, tọa lạc trên đường biển trung tâm thành phố, với lối kiến trúc sang trọng và cao cấp, cùng với các nhà hàng, quầy bar, dịch vụ giải trí và các cơ sở tiện ích khác. Tọa lạc ngay bãi sau của bãi biển Vũng Tàu, với bãi cát trắng thích hợp với du khách trong và ngoài nước đến tham quan và nghỉ dưỡng. Trong ánh đèn đủ sắc về đêm, Imperial càng trở nên lộng lẫy vô ngần. Khu chợ ẩm thực kế cạnh Imperial trở thành điểm nhấn về đêm cho phố biển với khách du lịch. Dạo phố biển vào ban đêm mà không thưởng thức ẩm thực thì thật là đáng tiếc. Những hàng ăn ở đây phục vụ suốt đêm, và đặc biệt càng về khuya thực khách càng đông. Tại đây, quý vị tha hồ thưởng thức các món ăn ngon, từ món ăn chơi đến những món ăn khiến cho ta no căng.
có rất nhiều món, từ những món đặc sản đến những món bình dân. Món ăn ở mỗi quầy được niêm yết tên gọi và giá cả công khai, rất thuận lợi cho quý vị lựa chọn. Chúng ta hãy cùng dạo quanh một vòng và gọi món nhé. Mùi thơm phưng phức tỏa ra từ các món ăn, cùng với không khí se lạnh của đêm miền biển, càng mang lại cảm giác ngon miệng cho du khách. Không khí ở khu vực này cũng ồn ào náo nhiệt, không kém khu vực bãi biển. Ngoài ra, Vũng Tàu còn nổi tiếng với phố ăn đêm nằm quanh rạp Điện Biên, từ đoạn đường Trưng Trắc Trưng Nhị, Đồ Chiểu, dòng sang Lê Lai, Lý Tự Trọng và Lý Thường Kiệt. Đến đây, bất kể giờ nào, bạn cũng có thể gọi cho mình những món ăn, thức uống nóng sốt, không thua gì ban ngày. Với cái xe lạnh vào ban đêm, thì các món lẩu, khô mực, khô đuối lại là sự lựa chọn lý tưởng. Du khách có thể tìm đến quán Cây Me Ngọt, nằm ở góc đường Lê Lai, Lý Tự Trọng, hay quán lẩu đầu cá, được tập trung trên đoạn đường Nguyễn Trường Tộ, gồm các quán như quán Bảy Giai, quán Bảy Chuyến, quán Sáu Đê. Thử tưởng tượng cảm giác vừa ăn vừa xích xoa bởi vị cay của ớt trong các món ăn, lại vừa xích xoa bởi cái se lạnh của đêm miền biển ngấm vào trong từng thớ thịt, và trở về nhà sau một đêm qua các phố vui Vũng Tàu trong khung cảnh trời tĩnh mịch, mới cảm nhận được hết nét yên tĩnh, thanh bình của thành phố này. Đến Vũng Tàu, quý vị hãy gắng ở lại để tận hưởng cảnh biển đêm và thưởng thức ẩm thực đêm nhé. Chắc chắn sẽ để lại ấn tượng khó phai trong lòng người. Buổi sáng ở biển Vũng Tàu thật trong lành và sảng khoái. Thức dậy thật sớm để tận hưởng cảm giác thức giấc cùng bình minh, đón chào mặt trời đỏ ối nhô trên nền biển thật khoan khoái vô cùng. Sớm mai nơi phố biển càng làm cho con người nguồn năng lượng khởi đầu ngày mới đầy sức sống. Thờ thẫn những bước chân trần trên nền cát mịn, thả lỏng lắng nghe âm thanh của trời biển mênh mông, đưa mắt ngắm nhìn vạn vật bừng dậy chào ngày mới.
buổi sáng nơi phố biển quả có sức quyến rũ đến nao lòng. Ngắm biển Vũng Tàu ban sớm, quý vị còn được tận hưởng không khí rộn ràng của biết bao con thuyền về bến. Cảnh tàu thuyền đánh cá neo đậu tại bãi trước như dệt lên một tấm thảm đủ sắc màu trên nền biển thẳm xanh. Những người buôn bán cá đã tập trung sẵn, chờ đợi những mẻ cá tươi nguyên lên bờ để bắt tay lựa hoặc chà xác. Những mẻ cá trích nhanh chóng được các cô các chị trao đổi và đem dần qua nước biển cho thêm phần sạch sẽ. Nhìn khung cảnh này khiến ta nhớ tới bài thơ quê hương của Tế Hanh. Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới, nước bao vây cách biển nửa ngày sông. Khi trời trong gió nhẹ, sớm mai hồng, dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá. Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã, phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang. Cánh buồm dương to như mảnh hồn làng, rướn chân trắng bao la thâu góp gió. Ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ, khắp dân làng tấp nập đón ghe về. Nhờ ơn trời, biển lặng, cá đầy ghe. Những con cá tươi ngon thân bạc trắng. Dân chài lưới, làn da ngâm rám nắng. Cả thân hình nồng thở vị xa xăm. Chiếc thuyền im bến, mỏi trở về nằm. Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ. Nay xa cách, lòng tôi luôn tưởng nhớ màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi. Những con thuyền lướt sóng chạy ra khơi, tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá. Những câu thơ thật đúng với khung cảnh đang hiện ra trước mắt ta, rất chân thực, sinh động đến từng chi tiết. Ở đây ta cũng nhận thấy thuyền về trong nỗi chờ đợi của người dân ở bờ. Quà tặng của biển không chỉ gói gọn trong khoang thuyền, mà còn in dấu trên cơ thể người ngư dân và con thuyền đồng hành của họ. Nói như một nhà phê bình thì, cái vị xa xăm mà người ngư phủ mang về trong thịt da và hơi thở cũng hấp dẫn như mùi cá tươi và mùi muối biển ngắm vào vỏ thuyền. Tất cả làm nên đời sống và nhịp sống của một làng chài, kết nối cái làng cù lao đó với biển trời tổ quốc, với chợ búa thị thành. Sông sâu là sông sâu, sông này nuôi sống dân chài nghèo. Anh em cùng ra đây, hoa tiền đây tay chài tay lưới, ấy đời nhọc nhằn mà vui. Này anh em ơi, tôi nhớ một chiều anh lửa hồng soi thân yêu, đầu bóng tre xanh, đôi mắt mẹ hiền, giọt lệ rưng rưng chờ mong bóng con. Này anh em ơi, hương khói gia đình bát ngát trong câu mong chờ, đêm khuya mơ hồ chan hòa bao tiếng ta. Anh trăng vàng mồ hôi tôi đổ xuống hàng bờ lâu.
vô hà vô sóng reo rạt rào. Trăng lên vừa nhô xa, con thuyền trôi trong trời bao la. Mái chèo này chèo xa tấp bên bờ, mong cùng nhau anh em ta vô 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 hò hò, tay mà tay xiên chặt trôi mau. Sông sâu là sông sâu, sông này nuôi sống dân trại nghèo. Anh em cùng ra đây, khoang tình đây tay trải tay lưới. Ấy đời nhọc nhằn mà vui. Ơ này anh em ơi, tôi nhớ một chiều anh lửa hồng soi thân yêu. Đầu bóng tre xanh, đầu mắt mẹ hiền giọt lệ rưng rưng chờ mong bóng con. Nhìn cảnh biển vui vẻ ở Vũng Tàu, ta chợt chùng lòng khi nghĩ đến tình cảnh của ngư dân miền Trung. Thấy chim bay dọc biển đem tin cá mà nhiều ngư dân Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng đành cắn răng ngồi ngó mông ra biển hay đi vớt rong dọc bờ. Những chiếc thuyền nằm im không gì mệt mỏi, những con thuyền thiếp ngủ giữa ngày lên. Người lái thuyền cũng ngủ say, bỏ mặc những con thuyền trong dũng chật. Bây giờ, những cánh buồm xếp lại cùng giấc mơ tuấn mã. Ngày nào giữa khơi xa, chúng từng mơ giấc mơ tứ hải giai huynh đệ, bốn biển là nhà. Ai biết được những chiếc buồm bị giặt cánh còn nuôi nổi giấc mơ cho đến bao giờ. Quay về với cảnh biển Vũng Tàu, nhìn những thúng cá trích lớn nhỏ, cá ép, cá liềm kìm, cá rựa tươi xanh, trông thật đẹp mắt. Cá ở đây vừa được bán lẻ cho người mua về ăn, vừa được cân sỉ cho các tiểu thương bán ở các chợ. Giá cả không nói thì quý vị cũng biết là rẻ hơn giá ở chợ nhiều rồi. Một thúng cá đầy như thế này còn chưa tới 50.000 đồng. Giá bán chẳng nhiều nhặn gì cho cam, nhưng công sức ngư dân bỏ ra sao lắm vất vả. Cũng có nhiều chị, nhiều cô làm cá tại chỗ để tiện đi bán dạo quanh các khu dân cư. Có người vẫn giữ nguyên vẻ ngon tươi của cá để bán ở chợ. Tất cả tùy theo sở thích của người mua. Trường Sơn ôm ấp tình thương nước ra sông Hồ. Đêm về biển Đông, tình yêu thành sông Thái Bình Dương. Rồi từng đêm sang sóng vỗ về dù giấc quê hương, khi quê hương chưa ngủ, khi bom đạn tới bời còn nhọc nhằn dưới ruộng trên nương. Tôi thức từng đêm thơ ấu mà nghe mối pha trong là mẹ trùng dương, gào than từng bãi trước gần sau. Tuổi đời qua mau, gió biển mặn nuôi lớn khôn tôi, nên năm 21 tuổi tôi đi vào quân đội mà lòng thì chưa hề yêu ai. Người yêu tôi mới quen mà thôi, lúc dừng quân bên vùng vừa tiếp thu. Rừng hoang vu bóng dừa bờ cát dài, gió lên từng chiều vàng nàng xóa tóc trên biển xanh. Người yêu tôi hay khóc trong chiều mưa, lúc mậu xanh biển mặn đục sắc mây. Đã yêu em nên muốn chuyện đôi mình,
như màu xanh biển trời trong ngày trời xinh rất xinh. Tôi đến lại đi xa vắng đời tôi chiến chính lâu dài miệt mài đời trai vượt thong dài che khuất biển xanh đẹp tựa trong tranh gót bụi lầy cho lúa thêm xanh trong bao lần quân hành tôi qua vùng khô cằn mà mồ hôi thành viên mặn trên rừng hoang vu bóng dừa vờ cát dại gió lên từng chiều vàng nàng xóa tóc trên biển xanh người yêu tôi hay khóc trong chiều mưa lúc màu xanh biển mặn đục sắc mây đã yêu em nên muốn chuyện đôi mình như màu xanh biển trời trong ngày trời xinh rất xinh tôi đến lại đi xa vắng đời tôi chiến chính lâu dài mài đời nhiều du khách đang ăn sáng tại bãi sau quý vị có nhiều sự lựa chọn cho bữa ăn của mình đường Phó Đức Chính được xem là khu phố khách sạn với nhiều khách sạn bình dân, giá cả dễ chấp nhận. Những xe bán hàng lưu niệm lưu động với tiếng chuông gió len keng nghe thật vui tai. Nhiều người bán hàng rong xem đây là con đường làm ăn. Họ mang nhiều mặt hàng vào để giới thiệu với khách du lịch, từ quần áo, nón nải đến trái cây và hải sản. Thank you.
bạn vui lòng like, comment, subscribe.